bầu châu tiến lên đi, dù đường trường xa vai sánh vai không ngại gì. Học sinh Phan Bội Châu chúng ta đây, cháu con Lạt Hồng thề nổi gương muôn người trương. 1-2-2-1-2 dưới nắng mai. Những sai lầm của giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm. Có người bạn trước đây là lãnh đạo ngành giáo dục một tỉnh phía Nam nhắn tin, bạn già nghĩ sao về chuyện ông Trần Ngọc Thêm bị ném đá vì đề nghị bỏ câu khẩu hiệu treo tường tiên học lễ, hậu học văn trong nhà trường. Tôi đã trả lời cho bạn suy nghĩ của tôi về chuyện này, xin được đăng lại ở đây, còn nhiều ý kiến cá nhân, không có ý tranh biện. Ý kiến như sau: tại hội thảo về giáo dục ngày 21 tháng 11 do Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Quốc hội tổ chức, giáo sư Thêm đã trình bày báo cáo với tư tưởng tổng thể là xây dựng một xã hội phát triển, được cụ thể hóa bằng 6 mục tiêu: học để làm việc, học để sáng tạo, học trung thực, học làm người, học chung sống và học để tổ chức. Trong đó, học để sáng tạo là mục tiêu cao nhất. Trọng tâm của báo cáo là nói về việc xây dựng con người sáng tạo, mà để có con người sáng tạo thì trước hết cần xây dựng con người chủ động và trung thực. Theo trả lời phỏng vấn của giáo sư Thêm với báo Người Lao Động, theo ông, muốn xây dựng con người sáng tạo thì phải bỏ học lễ trong câu tiên học lễ. Vì như vậy, thực chất vẫn duy trì cách hiểu giữ lễ là tôn kính người trên theo kiểu phục tùng một chiều, bớt chết năng lực sáng tạo. Và giáo sư Thêm nói rõ về sự khác biệt trong cách hiểu về chữ lễ của ông là: trong khi chúng tôi xuất phát từ cách hiểu được ghi nhận trong các từ điển, các sách vở chính thống, thì những người phản bác lại hiểu lễ rộng ra là đạo đức, là nhân cách. Qua các lý lẽ trên đây của ông Thêm, tôi nhận thấy: 1. Từ khi có nền giáo dục kiểu mới ở cả hai miền Nam và Bắc từ 1954 tới nay, các bộ giáo dục không hề đưa ra tôn chỉ, mục đích giáo dục trong nhà trường là dạy và học lễ. Cả câu khẩu hiệu từng tồn tại rất lâu trong nhà trường, khi thì viết trên tường hay chỉ là có cách ngôn được viết bằng phấn trắng trên cùng của bảng đen. Ngày bình dưới dòng ngày, tháng, tiên học lễ hậu học văn chỉ có tính tượng trưng, không hề là quy định bắt buộc, chỉ là muốn nói xem trọng dạy đạo đức, lễ hơn mà thôi. Thậm chí, theo thời gian, câu khẩu hiệu trên đã trở thành câu cửa miệng dân gian, ai ai cũng biết, cũng thuộc. Vì vậy, có thể nói câu cách ngôn trên không hề có tính chính thống, quy định, mà chỉ còn lại ý nghĩa động viên, nhắc nhở thầy và trò trong trường học và gia đình mà thôi. Việc học lễ đạo đức đã được dạy trong các môn đức dục, công dân giáo dục hay môn đạo đức vân vân, và bàn bạc trong các môn xã hội nhân văn khác, văn, sử, địa. Dĩ nhiên, từ thầy và trò tới phụ huynh học sinh và dân chúng đều hiểu giống nhau về nghĩa của chữ lễ, là đạo làm người trong cuộc sống đối với bản thân, gia đình, xã hội và tổ quốc, hiểu vắn tắt là đạo đức. Trong khi đó, giáo sư Thêm lại không chịu hiểu điều đó. Ông tự tách mình ra, không nhìn nhận cách hiểu chung của xã hội về chữ lễ là đạo đức mà lại hiểu và giải thích chữ lễ theo sách vở chính thống từ điển, như tự ông đã nhìn nhận. Chính vì vậy, tất nhiên, ông đã giải thích lễ trong tiên học lễ theo nghĩa của Nho giáo, rồi từ đó, cho rằng, nhà dục học sinh theo kiểu phục tùng một chiều, bóp chết năng lực sáng tạo. Trên thực tế, ai cũng đều biết, trong nhà trường không hề có việc dạy lễ theo kiểu Nho giáo. Với cái kiểu tự tách mình ra, quay ngược lại trách móc tại sao người ta lại hiểu khác mình, hơn nữa còn phê phán cách nghĩ không theo sách vở chính thống của mọi người như trình của giáo sư Thêm, tôi e rằng sẽ có lúc ông đăng đàn đòi triệt tiêu cách gọi của quần chúng nhân dân vì không chính thống. Đối với những từ như bác để gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh, lọ trong cụm từ lọ ông trọng, đây là sai lầm thứ nhất của giáo sư Thêm, cũng là sai lầm cơ bản để rồi kéo theo các sai lầm khác. 2. Ông đưa ra đề thuyết giáo dục con người chủ động sáng tạo, đồng nghĩa với người được giáo dục không được phục tùng, giữ lễ với bề trên và làm theo bề trên chữ của giáo sư Thêm, một cách thiếu suy nghĩ độc lập, không sáng tạo. Giáo sư Thêm đã quên điều này. Giáo dục là một quá trình giúp con người từ chưa biết tới biết, từ biết ít tới biết nhiều, từ biết nhiều tới thực hành và sáng tạo. Có nghĩa là giáo dục con kéo dài từ tuổi sơ sinh tới tuổi trưởng thành. Thử hỏi giáo sư Thêm, nếu làm theo cách hiểu chữ lễ của giáo sư, giáo dục trẻ em từ tuổi nhà trẻ tới tiểu học chưa nói tới tuổi trung học, các cháu không biết giữ lễ với bề trên và làm theo lời bề trên, cha mẹ, thầy cô thì kết quả sẽ như thế nào? Không cần nói, ai cũng có câu trả lời chính xác cho giáo sư được. Đây là sai lầm thứ hai của giáo sư Thêm. 3. Trả lời VOV. Giáo sư có nói, kinh tế phát triển không phải nhờ tiên học lễ. Tiên học lễ không đảm bảo cho xã hội lành mạnh, phát triển. Giữ tiên học lễ mà trong xã hội vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái, trong đó không thể có tư duy phản biện được. Trong ý của đoạn trên,
có hai điểm đáng chú ý đối với quan niệm về lễ của giáo sư. Điểm thứ nhất, giáo sư rất cực đoan khi cho rằng tiền học lễ không bảo đảm cho xã hội lành mạnh và phát triển. Chúng ta đều biết, một xã hội phát triển lành mạnh và bền vững là phải vừa phát triển về kinh tế, bảo đảm các nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng thời phải giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Như vậy, lễ hiển nhiên là một bộ phận không tách rời các giá trị văn hóa tinh thần không thể thiếu của xã hội, của dân tộc. Nó vừa là kết quả, đồng thời cũng là động lực góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội. Điểm thứ hai, giáo sư thêm lại đánh đồng việc tiên học lễ trong nhà trường với thực trạng suy thoái đạo đức trong xã hội. Có thể suy ra từ ý của giáo sư là nếu bỏ tiên học lễ thì đạo đức sẽ bớt suy thoái. Viết tới đây, tôi tự nhiên không biết nói sao nữa khi thấy một giáo sư tiến sĩ khoa học lại có suy luận lý nhất quái gở như vậy. Bởi vì bất kỳ một người có sức khỏe tâm thần bình thường nào, dù ít học cũng có thể biết hệ quả một bộ phận không nhỏ suy thoái đạo đức là do những nguyên nhân cụ thể nào mà không đổ thừa cho khẩu hiệu tiên học lễ kia. Đây là sai lầm thứ ba của giáo sư thêm. Tóm lại, câu cách ngôn gọi là khẩu hiệu cũng được tiên học lễ, hậu học văn chẳng có liên quan gì tới lý thuyết dạy làm người của ông giáo sư. Câu cách ngôn trên, dù nằm trên tường, trên bảng đen hay trên cửa miệng của người đời hơn nửa thế kỷ nay ở Việt Nam, chẳng hề đụng chạm gì tới giáo sư, tới lý thuyết của ông, mà chỉ vì bản thân ông không phân biệt đâu là nghĩa chính thống, đâu là nghĩa dân gian trong ý nghĩa giá trị của sự tồn tại hợp lý của khái niệm. Xem ra ông có vẻ hận câu cách ngôn này, vì nó không chính thống hay do có thể là do ông ngài nhỏ không biết giữ lễ, nên bị cha mẹ, thầy cô cho ăn đòn. Thưa ông giáo sư, ông muốn hạ bệ câu khẩu hiệu hay cách ngôn này, tôi khuyên ông là không thể, vì câu cách ngôn tiền học lễ như là cối xay gió và ông giáo sư giống như dân cú ít ác mà thôi. Còn có sai lầm thứ 4, thứ 5, vân vân, nhưng đều lên 3 là tạm đủ rồi. Đi ngủ thôi. Học sinh văn môi trời đại đồng, quyết tâm thề nguyện làm ra danh nước non. Học sinh văn môi trời, học sinh văn môi trời, giữ xanh ngày ngày rồi mai thêm phong phú. Học sinh văn bồi châu, học sinh văn bồi châu, quyết tâm thề nguyện làm ra danh nước non. Học sinh văn bồi châu tiến lên đi.